Mai Thu Huyền rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Góc Hàn Huyên. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, có một hiện tượng đã trở nên khá phổ biến và đang có xu hướng ngày càng gia tăng trong cuộc sống của các cặp vợ chồng trẻ. Đó chính là tình trạng hiếm muộn con cái. Việc này kéo theo những hệ lụy không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến hạnh phúc gia đình mà còn gây những áp lực cho xã hội về nhiều mặt. Và chương trình Góc Hàn Huyên tuần này xin được đề cập đến chủ đề trên cùng với hai vị khách mời. Xin trân trọng được giới thiệu bác sĩ Phan Hồng Anh. Bác sĩ Phan Hồng Anh, Phó Chủ tịch Hội Kế hoạch hóa gia đình thành phố. Bác sĩ Hồng Anh là gương mặt rất quen thuộc trong các chương trình tư vấn về sức khỏe sinh sản. Ngoài công tác tư vấn, bác sĩ còn tham gia giảng dạy chương trình quốc gia bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em của Bộ Y tế. Và vị khách mời thứ hai xin trân trọng giới thiệu chuyên gia tâm lý Ngô Minh Uy. Chuyên gia tâm lý Ngô Minh Uy, một gương mặt rất quen thuộc với khán giả truyền hình trong các chương trình tư vấn về tình yêu, hôn nhân và gia đình. Chuyên gia Ngô Minh Uy hiện là giảng viên Đại học Văn Hiến và là chuyên viên thuộc Hội Tâm lý Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn hai vị khách mời đã đến tham gia trong chương trình Góc Hàn Huyên ngày hôm nay. Và để trước khi bắt đầu vào cuộc trò chuyện thì Mai Thu Huyền xin mời hai vị khách mời chúng ta cùng đến với góc đời thường để theo dõi một tiểu phẩm sau đây. Dạ thưa má, con đi nhậu mới về. Trời ơi, quỷ ơi là quỷ. Giờ này trời còn nắng chang chang mà con đã nhậu rồi, còn bưng nguyên cái thùng rượu về làm gì? Bạn của con nó tặng cho con cái bình này nè. Về má, uống không? Uống không? Thôi, con uống vậy mà con muốn coi được sao? Uống rượu mới có giờ có giấc chứ lúc nào cũng uống được hết là sao con? Trời ơi, bây giờ con hỏi má chứ giờ ở nhà buồn quá. Không suốt ngày không lẽ giờ chơi với má, chơi với vợ con. Chán quá, giờ phải ra ngoài chơi với bạn bè chứ. Con nói vậy mà con nghe được sao? Ở nhà phải có vợ nè, có mẹ là hạnh phúc nhất rồi. Ra ngoài chẳng qua là xả nhau công việc làm ăn thôi. Nhưng mà xả nhau xong công việc rồi về chứ làm gì, phải nhậu trưa cũng phải nhậu là sao? Tiếp khách, tiếp khách. Giờ má không cần biết nữa, bây giờ tiếp khách hay không tiếp khách má không cần biết. Mà má không muốn con nhậu nữa, má muốn giữ con với lại nó, phải làm sao cho má có đứa cháu nội thôi. Má nói gì là sai rồi. Nhậu là một chuyện, còn có con là một chuyện. Hai cái không có dính líu với nhau. Sao vậy? Sao không dính líu? Anh á, anh cứ nói không dính líu nhau mà anh nhậu riết vậy rồi làm sao mà có con được. Anh biết khi anh nhậu rồi á, sức khỏe của anh yếu á, thì... Nói chung là em nói như vậy đó, tùy anh hiểu đi. Sức khỏe là yếu? Tôi hừng hực khi thế vậy mà nói tôi yếu hả? Hả? Cái người yếu là bà yếu á. Thôi đi, con đừng nói nữa. Má nói thiệt con, nãy giờ má hỏi vợ con rồi. Vợ con đi khám bác sĩ rồi, bác sĩ nói vợ con không có vấn đề vậy đó. Có vấn đề là anh thua con thôi. Mà con tối ngày cứ nhậu hoài, má bực quá thì má không nói chuyện với con nữa đâu. Thiệt là khổ vậy đó. Em nói cái gì vậy? Hả? Em nói cái gì với má? Hả? Bây giờ sao? Tự nhiên đổ thừa anh là sao? Không có, bây giờ anh nghe em nói nè. Anh biết á, là má lớn tuổi rồi, mà má rất là mong có cháu nội. Anh phải biết thương má chứ. Ừ. Tôi không thương má tôi, không lẽ tôi thương má em? Nói chung là má ai tôi cũng thương hết. Nhưng mà nó tóm lại, cái chuyện có con có cái đó là không có dính dáng tới cái chuyện nhậu. Em đi khám bác sĩ nói là em rất bình thường, em rất khỏe mạnh. Bây giờ bác sĩ muốn anh đi khám coi làm sao. Em cũng có kể tình hình là anh suốt ngày uống rượu như vậy, bác sĩ khuyên là không có nên như vậy. Đó cũng có thể là nguyên nhân mà khiến vợ chồng mình không có con đó. Mắc cười quá. Tôi không có bệnh tật gì á. Cái người bệnh là em á, em mới là vô sinh á. Sao anh lại nói em vậy? Sao anh có thể nói với em những lời như vậy chứ? Em đã nói với anh là em đi khám bác sĩ rồi mà bác sĩ nói là em bình thường mà. Anh có biết á, anh nói cái từ đó với em á, là anh xúc phạm em nhiều lắm không? Thôi thôi thôi, anh vô ý, anh vô ý không? Được rồi. Em không có bị, cái người bị là anh nè, chịu chưa? Thôi mà, đừng có khóc nữa mà, nghe. Cái người bị anh nè, anh mới là cái thằng vô sinh nè, được chưa? Anh không được nói vậy, vợ chồng mình phải cố gắng. Cố gắng để có con, để có cháu cho má ẵm bồng. Anh hứa với em đi, anh đừng có đi uống rượu nữa, anh hứa với em đi. Bây giờ anh chỉ cần nghỉ ngơi thoải mái thôi. Anh đừng có nghĩ đến rượu nữa, đừng có uống rượu nữa. Thì anh cho em 2 tháng thôi nha.
2 tháng thôi. Giờ kiêng rượu bia 2 tháng. Dạ, trong vòng 2 tháng anh ăn uống thật là lành mạnh, ăn ngon, ăn bổ vô, rồi mình sẽ cố gắng trong 2 tháng nha anh. Được không? Không chừng do anh ăn nhậu nhiều quá cho nên bởi vì thằng con mình nó không có ra đời. Dạ. Thôi được rồi, bây giờ tôi sẽ kiêng. Tôi sẽ kiêng 2 tháng. Dạ. Qua tiểu phẩm vừa rồi thì Mai Thu Huyền thấy là cô gái này có vẻ là khá là may mắn đấy, bởi vì là có một người mẹ chồng cũng rất là tâm lý, đúng không thưa bác sĩ với cả chuyên gia? Bởi vì Huyền thấy thì thông thường nếu mà nói đến cái chuyện vô sinh thì mọi người thường hay đổ lỗi cho người phụ nữ nhiều hơn. Mặc dù có thể là, đặc biệt là trước đây, các cụ hay có cái câu là cây khô thì không có trái mà gái độc thì không có con. Và mặc dù là không cần biết là nguyên nhân là do ai, nhưng cứ đổ lên người phụ nữ không có con thì tức là do người phụ nữ rồi. Nhưng mà cái tình huống này thì cái người mẹ chồng rất là chia sẻ và thông cảm. Vậy thì hay mời có những cái ý kiến gì thêm về cái chủ đề của mẹ? Tôi nghĩ là về cái việc mà đương nhiên là vì cái tiểu phẩm chúng ta nhìn thấy nó lược bớt đi những cái tình tiết, nhưng mà nếu mà một gia đình mà có được các cái mối quan hệ gọi là khỏe mạnh và thoải mái như vậy đó thì là nó mang lại cái lợi ích rất là lớn. Giả dụ như bà mẹ chồng bà rất là quan tâm đến cái cô con dâu như vậy, và có cái tức là sau này hai vợ chồng có con hay không có con thì nội cái chuyện đó nó cũng đã an ủi. Nó cũng làm cho người ta không cảm thấy quá đau khổ. Và tại vì cái có thể cái xã hội đó nó có cái áp lực, nhưng mà cái mà quyết định cho cái hành xử của mình thì là chính là những người mà thân cận nhất. Thì cái tiểu phẩm mình thấy là cái mối quan hệ trong gia đình nó rất là tốt đẹp, đặc biệt là bà mẹ có thể hóa giải được cái những cái căng thẳng, khó nói, trăn trở của cái cô con dâu, đúng không ạ? Vậy còn bác sĩ Hồng Anh thì bác sĩ thấy sao ạ? Tôi thấy thực tế thì cũng cuộc sống nó cũng xảy ra như vậy. Có rất nhiều người phụ nữ làm mẹ người ta thấu hiểu cái chuyện này. Và ở đây thì cũng hỏi tỉ tê cô con dâu. Rồi sau đó khi nghe cô con dâu trình bày rằng là con đã đi khám rồi, bác sĩ nói con hoàn toàn bình thường, thì bà mẹ đã nghĩ ngay đến có thể nguyên nhân từ người con của mình. Và cái hậu quả là anh chồng như cái hũ chìm ấy, thì rõ ràng rằng là đấy là một trong những cái nguyên nhân mà làm cho chậm có con. Đôi vợ chồng trẻ như vậy, tuổi cũng còn sung sức, công việc thì cũng ổn định, nhưng mà chậm có con thì thấy anh ấy bưng về một hũ rượu mà trong khi đó là đã đi nhậu với bạn bè rồi. Thì cái nguyên nhân mà phổ biến nhất mà hiện nay người ta nhận thấy là cái việc mà chậm có con hay là hiếm muộn cũng nguyên nhân từ rượu rất là nhiều. Vâng, thế thì ngoài nguyên nhân từ rượu thì nó còn những nguyên nhân gì nữa không ạ? Bởi vì Huyền thấy là bây giờ cái tình trạng này rất là phổ biến. Rất nhiều cặp vợ chồng đã kết hôn với nhau 2 năm, 3 năm, thậm chí đến 6 năm, 10 năm mặc có khi là hoàn toàn khỏe mạnh nhưng mà vẫn rất là khó có con. Vậy thì bác sĩ và chuyên gia có thể phân tích thêm những cái nguyên nhân nào nữa có thể dẫn đến cái tình trạng này? Về vấn đề hiếm muộn ấy, thì người ta định nghĩa là đôi vợ chồng mà chung sống với nhau sau 12 tháng mà hoàn toàn không áp dụng bất kỳ một biện pháp ngăn ngừa nào hết ấy, mà vẫn chưa thấy có con, chưa thấy tin vui, thì đó là tình trạng hiếm muộn chậm con. Và cái độ tuổi của nam và nữ cũng rất là quan trọng. Thế nhưng mà nữ thì nó cũng có cái giới hạn của nó. Ví dụ như những cô gái mà nữ dưới 35 tuổi thì cái khả năng mắn ấy, nó cao hơn. Thế nhưng mà sau 35 tuổi thì bắt đầu nó chậm dần. Cho nên là cũng phải kể đến cái độ tuổi. Cái thứ hai nữa là vấn đề nói về cái quan hệ tình dục. Anh quan hệ, thí dụ như người ta nói là quan hệ tuần một lần thì cái khả năng chậm con nó cũng xảy ra. Nhưng mà nếu mà một tuần mà khoảng 3 lần đến 4 lần thì mà không thấy gì thì đấy là cũng lại một cái xác suất đấy. Thế nhưng mà nếu mà anh quan hệ quá thưa thớt thì lại coi như là cũng rất khó để mà có con. Đấy là thông thường. Thì cái, riêng cái vấn đề này cũng là phải đặt ra một cái xem xét lại xem là tại sao những cặp vợ chồng mà phải xa nhau, đôi lứa sống không được gần nhau. Thì cái sự mà mang đến cái tiếng cười, mang đến cái niềm vui cũng khó khăn. Thế bên cạnh đó thì cũng phải xem cái tiền sử. Thí dụ như hai người đều là trai chưa vợ, gái chưa chồng đến với nhau, thì ở đây mình phải xét đến cái yếu tố xem là cái mối quan hệ với cái môi trường sống của mình nó như thế nào. Thí dụ như hiện nay chúng ta thấy môi trường sống thì quá ô nhiễm rồi các cái chất bảo vệ thực vật, rồi hóa chất độc hại,
rồi cái thực phẩm mang đến cho chúng ta cũng rất là nhiều nguy cơ. Thêm một cái vấn đề nữa ở đây nói là các bệnh lý. Thí dụ như người vợ có những các cái bệnh tiềm ẩn trong cái cơ thể của mình về vấn đề phụ khoa mà mình chưa phát hiện được, hay là về phía người nam giới, thí dụ nam giới bị mắc bệnh lao nè, mắc bệnh lậu nè, mắc bệnh giang mai nè, nhiễm trùng nè, anh ta làm việc trong một cái môi trường quá nóng nực, thí dụ như là thợ đúc nè, hoặc là anh ta bị cái tia bức xạ mặt trời rất là nhiều, hay là phơi nắng nè, rồi đặc biệt là nam giới giờ có cái mốt quần jean quá chật quá bó, hoặc mặc quần xẹp quá, rồi chưa kể là anh ta bị xì chép, căng thẳng lo âu đó. Thế rồi cái mối quan hệ với gia đình đó, rồi bản thân là trong dòng họ, trong gia đình cũng có những cái nguyên cớ nào đó, đó làm cho coi như cũng có tác động, có ảnh hưởng. Rồi chưa kể là bản thân cái gen di truyền nữa. Rồi người nam giới ấy, thí dụ như cái tuổi dậy thì bị quay bị, sau tuổi dậy thì bị quay bị, mà cái nguyên nhân này nhiều lắm. Có những người đàn ông phong độ khỏe mạnh cao lớn, thế cuối cùng đi xét nghiệm ra thì là coi như vô sinh, thí dụ. À, thế còn chị phụ nữ thì thông qua cái kiểm tra đó thì là đã biết rằng là chị phụ nữ thì cũng tương tự nam nữ, đều có những cái nguyên nhân giống nhau. Thì trước đây thì tỷ lệ vô sinh thì khoảng chiếm khoảng 3-4% nó tự nhiên. Bởi vì người ta thấy này, trong 18% các cặp vợ chồng mà chậm con thì có 11% là đi khám, thì 4% phát hiện vô sinh. Thế nhưng mà ngày nay ấy, do cái yếu tố sống của xã hội cũng khá phóng khoáng, thì cả hai bên nam nữ, thì nhất là đặc biệt phụ nữ, mà anh buông thả trong cái lối sống tình dục mà để đã từng phá thai thì vô sinh bây giờ hiện nay tăng lên rất là cao. Vậy thì chúng ta đã thấy rất là nhiều những cái nguyên nhân như vậy, nhưng mà mình nghĩ là cái việc hiếm muộn như vậy nó sẽ ảnh hưởng đến cái tâm lý cũng như là cái hạnh phúc của hai vợ chồng rất là nhiều. Vậy thì chuyên gia có thể chia sẻ thêm về những ý kiến này. Thật ra đó thì cái đứa con nó mang lại cái ý nghĩa cho gia đình, nhưng mà nếu mà một cái cặp vợ chồng hay là những người mà có cái lối sống, cái nội tâm khỏe mạnh đó, thì họ biết là tách vấn đề ra. Tức là có thể không có con thì có những cái nguyên do mà về mặt sinh học mà mình không thể cãi lại được, mình không thể nào, cho nên không thể dằn vặt bản thân hoặc là dằn vặt cái người đối ngẫu với mình được, và phải tức là tìm cái hướng để mà có một cái cuộc sống tích cực hơn. Nhìn chung việc một cặp vợ chồng mà không có con thì nó mang lại khá là nhiều cái cảm xúc tiêu cực. Không chỉ cho cặp vợ chồng đó mà còn cả gia đình, cái gia đình nội ngoại hai bên nữa. Bởi vì đứa con nó giống như cái sợi dây gắn kết giữa người nam với người nữ, nó là một cái sự kết hợp hoàn hảo nhất của tự nhiên, đúng không ạ? Giữa âm với dương, giữa người nam với người nữ, giữa nó vợ với chồng, vâng, nó còn giống như thế hệ này qua thế hệ khác. Vậy thì chắc chắn là cái tâm lý sẽ rất là nặng nề, không chỉ đối với hai người vợ chồng, hai người trong cuộc, mà chắc chắn là còn gia đình nội ngoại hai bên. Chưa kể là nhiều khi đi đến công sở hay bạn bè hello hỏi thăm thì đã có con chưa, đã có tin vui chưa. Thực sự Huyền nghĩ là sẽ rất là sốt ruột, sẽ càng đã sốt ruột rồi lại còn càng sốt ruột hơn nữa. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ lắng nghe những khán giả đi, xem họ có ý kiến gì về vấn đề này. Thì cái việc hiếm muộn đó là có thể là do sức khỏe, tình trạng con người đó. Với lại bây giờ thì xã hội phát triển nhiều, những thực phẩm này nọ nó có nhiều hóa chất, thì một phần nào đó trong những cái quốc, những thực phẩm mình hay dùng hàng ngày đó, nó sẽ có những cái chất mà sẽ là ảnh hưởng đến cuộc sống trong này. Nếu như mình không có con thì mình có thể sinh con nuôi ở những trại trẻ mồ côi. Vâng, đúng là vấn đề hiếm muộn là một vấn đề rất là đau đầu của những cái gia đình mà chẳng may gặp phải cái tình huống này. Nhưng thật sự là may mắn, bởi vì ngày nay với khoa học phát triển, với công nghệ hiện đại, thì rất nhiều cặp vợ chồng giống như họ đã được hồi sinh khi mà họ đã sau một thời gian hiếm muộn thì họ đã có được những cái sinh linh bé nhỏ, là những cái đứa con đáng yêu của mình. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng phân tích đi ạ, những cái giải pháp nào để giúp cho những cái cặp vợ chồng hiếm muộn có thể có được những cái tin vui như vậy ạ. Xin mời bác sĩ và anh. Thì cái đứa con đó là một cái cầu nối, có vàng vàng chẳng hay phô, nhưng mà có con nói trầm trồ dễ ưa. Cuộc sống nó khác hơn, nó có ý nghĩa. Có người bảo trời không có con mình làm chi, mình chẳng việc gì phải làm cho ai chẳng hạn. Nhưng mà cái đấy nó cũng chỉ là một mặt của thôi, mà cần phải có con mà. Trong cái trường hợp này thì theo tôi quan niệm này nè, bởi vì cái nguyên nhân mà nó gây ra cái hiếm muộn, cái vô sinh á, còn có một cái nguyên nhân về nội tiết, về thực thể, cái thể trạng.
Cho nên nếu mà mình đi lần đến tận cùng, mình tìm ra được để mình giải quyết vấn đề, rồi sau đó rạch ròi phân minh. Cái chuyện không có con là chuyện khác, mình có thể nhận con nuôi. Hoặc là mình nhờ trợ giúp của y học bây giờ. Bây giờ y học thì coi như rất là phi thường rồi đấy. Nhưng sau khi mà thăm khám, kiểm tra kỹ lưỡng nguyên nhân từ ai, thì người ta đều có thể giải quyết được vấn đề một cách rất là rốt ráo. Nói đến cái việc thăm khám á, thực ra không phải ai cũng sẵn sàng đi thăm khám đâu. Phụ nữ thì có thể là cái khao khát có con và cái chuyện ấy nó không có quá nặng nề, nhưng mà để người đàn ông mà chịu đến bệnh viện ấy là Huyền nghĩ cả một cái vấn đề, phải đánh đổi một cái tâm lý rất là lớn, và nhiều khi cảm giác là mất cái giống như là mất cái uy của người đàn ông, những cái sĩ diện của người đàn ông. Vâng, vậy thì xin mời người đàn ông ở đây chia sẻ ạ. Tôi nghĩ cái này đó, nó không thể một sớm một chiều mà mình thay đổi được. Bởi vì nếu để ý, mình sẽ thấy người ta dạy để cho con người làm việc, thì dạy để cho người phải sống đẹp, dạy để kiếm tiền. Nhưng người ta không có dạy cái đời sống gia đình. Vì cái sự chuẩn bị cho đời sống gia đình, đời sống hôn nhân, người ta không có dạy dỗ về chuyện đó. Và tôi nghĩ đó là một cái lỗ hổng mà những người làm trong ngành giáo dục hay là xã hội hay là tâm lý học và nhiều giới khác nữa phải bận tâm đến chuyện này. Tuy nhiên chúng tôi ra lên chương trình để mà hỗ trợ cho những anh chị em mà chuẩn bị lập gia đình đó, thì là nó có rất là nhiều kết quả. Vì ở Việt Nam thì chúng tôi đang bắt đầu làm và chưa có cái nghiên cứu để xem thử là cái hiệu quả như nào. Nhưng mà những cái chứng cứ và từ những cái nghiên cứu ở nước ngoài đó, đặc biệt là tại Hoa Kỳ, họ cho thấy cái tỷ lệ mà những cặp vợ chồng mà có cái tham gia các cái khóa huấn luyện chuẩn bị cho hôn nhân đó, thì các cái vấn đề trục trặc cả về đời sống sinh học lẫn đời sống tâm lý thì nó đều là tích cực hơn so với những người không tham gia, bởi vì họ có hiểu biết hơn. Bây giờ tôi lấy một ví dụ như ngay cả khi trước khi là vợ chồng, cái cuộc sống bây giờ giới trẻ yêu nhau rồi có quan hệ tình dục với nhau, họ thoải mái trong chuyện tình dục mà họ chả bị hiểu biết gì, cho nên đi phá thai. Rồi chẳng hạn ngay cả chuyện dùng thuốc tránh thai khẩn cấp một cách quá mức trong một tháng, thì tức là họ thiếu cái hiểu biết về cái chuyện đó, trong khi là cái quan niệm và cái lối sống về tình dục nó cởi mở, thì cái hiểu biết về cái quan hệ tình dục, cái đời sống tình dục nó lại không đi theo cùng được. Cho nên cái thế là nó đã trục trặc từ chỗ đó rồi. Trong đời sống gia đình thì nó lại có vấn đề là khi họ gặp khó khăn thì họ lại không đi tìm cái sự cố vấn từ người khác. Chẳng hạn như đơn giản là họ đến, họ gặp, họ cần, họ nhờ một cái lời tư vấn từ một bác sĩ hay là từ một cái người làm về tâm lý chẳng hạn, thì họ có thể bắt đầu gỡ ra được. Vậy thì như bác sĩ chia sẻ lúc đầu, tức là nếu như là một cái cặp vợ chồng bình thường mà nếu như trong vòng một năm là chưa thấy có dấu hiệu gì thì là nên đi đến khám, đúng không ạ? Đúng rồi. Và bây giờ thì sau khi mà tìm được những cái nguyên nhân rồi thì có rất là nhiều những cái biện pháp để có thể giúp cho những cái cặp vợ chồng vô sinh, thì bác sĩ có thể nói thêm về những cái giải pháp không ạ? Thế thì cái phương pháp mà hỗ trợ sinh sản cho những đôi vợ chồng hiếm muộn thì tùy. Ví dụ như tinh trùng của người đàn ông quá yếu, không đủ số lượng, mà nó lại lười vận động, nó lười trườn nhanh về phía trước, hay chúng tôi hay từ gọi là chỉ biết tiến chứ không lùi. Đấy. Thế mà nó lại không chịu tiến, thế nó cứ nằm một chỗ, thì lúc đó lại phải hỗ trợ. Thế bằng cách là có thể bơm tinh trùng trực tiếp để giúp cho tinh trùng nó bơi được vào cơ quan sinh sản của người phụ nữ, rồi nó lên nó tiếp cận với trứng. Thế nhưng mà nếu mà anh ấy quá tệ mà anh không ấy được, thì lúc đó các thầy thuốc lại phải dùng một cái phương pháp thụ tinh ống nghiệm. Thụ tinh ống nghiệm thì phải lấy trứng của người mẹ ra, người vợ ra, rồi sau đó lấy tế bào sinh sản của chồng lọc rửa cho sạch, rồi sau đó cho tiếp cận và xem là các cái tinh trùng này nó tiếp xúc với trứng như thế nào. Và sau khi nó hình thành phôi rồi thì lúc đó người ta sẽ đem cái phôi người ta chuyển vào tử cung cho người phụ nữ, và lúc đó thì người mẹ sẽ mang thai. Đó, thì như thế là rất là dễ dàng. Nhưng mà có điều là phải chuẩn bị tài chính cho nó tốt, bởi vì những cái phương pháp này rất là tốn kém. Đấy là trong trường hợp người chồng có khả năng. Thế nhưng mà nếu trường hợp mà người chồng hoàn toàn coi như là không thể làm gì được, thì lúc đó người ta lại mượn tinh trùng của những người khác bằng cái phương pháp là người ta đã lưu trữ ở ngân hàng. Thì cái lưu trữ ngân hàng là an toàn nhất đấy. Đó, bởi vì là người ta đã kiểm tra, người ta đã sàng lọc, người ta đã phát hiện những bất thường, rồi người ta kiểm tra bệnh lý nhiễm trùng khác. Thế nhưng mà ở đây nó còn có vấn đề như thế này nữa, là cái gen của mỗi một cái tế bào X hoặc là Y ấy, thì nó lại được che phủ, cho nên cái này phải hạo hồi phân giải. Đợi đến khi nào mà hình thành em bé, rồi quá trình kiểm tra sàng lọc tiền sinh. Đó, để một lần nữa chắc chắn
là tốt hay không tốt. Đó. Rồi sau khi sinh ra đời, cái đứa bé đó lại phải sàng lọc một lần nữa. Lúc đó mới có thể là yên tâm được. Chứ bởi vì nó có những cái trường hợp gen ẩn, mình khó phát hiện lắm. Ví dụ như thiếu men G6BD chẳng hạn, thì trường hợp là đứa bé sinh ra phải được lấy máu ở gót chân, rồi mới đi xét nghiệm, rồi mới kiểm tra, và biết được như vậy thì lại có cái cách phòng khác. Và hay là thiếu men mà để làm cái men nó bất thường, để tạo ra cái đứa trẻ mà bị bệnh thalassemia chẳng hạn. Thì lúc đó là gen ẩn ở người bố hoặc người mẹ hoặc là của người cho. Cho nên trước khi là người ta phải kiểm tra rất kỹ, coi như kiểm tra toàn diện, từ A đến Z, để làm sao để đảm bảo được. Chứ bây giờ người ta đang mưu cầu một đứa con, thế mà bây giờ sinh đứa con nó ra nó lại không hoàn thiện, hoàn mỹ, mà nó lại có khiếm khuyết bất thường, thì đau đớn. Khi mà mình phát hiện ra mình có cái khiếm khuyết gì đó, tức là theo kiểu nháy nháy là rõ ràng, nếu mà mình hiếm muộn thì nó là một cái sự khiếm khuyết nào đó, nó phải có một cái sự khiếm khuyết nào đó. Thì cái chính đó là các cặp vợ chồng đừng có tự trách mình. Tại vì mình không có trách nhiệm trong cái chuyện đó. Mình không có cái trách nhiệm. Tức là trước mắt phải vượt qua được cái cảm giác mà để quy tội cho mình hoặc là quy tội cho người khác. Thì cái việc mà giữ được cái bình tĩnh đó đương nhiên là nó khó, nhưng mà nó quan trọng. Mình chỉ xin một điều là những ở trong xã hội cứ bình đẳng đi. Và đừng có coi những người mà không có coi như là một cái gì đấy ghê gớm lắm. Mà mình cứ coi bình thường thôi. Bởi vì đấy là một cái đóng góp cho xã hội trong những cái khoảng cách. Bởi vì đến hơn 70%, 80% các cặp vợ chồng sinh con đẻ cái mà. Đấy, thì sẽ có một cái bộ phận là người ta sẽ làm những cái việc khác. Thí dụ họ nuôi con nuôi. Đấy, họ hỗ trợ những cháu mồ côi. Giúp cho. Thì như thế cũng xã hội vẫn tốt. Tại vì có người thì đẻ vô số. Thế nhưng ở đây vấn đề không phải là duy trì nòi giống, mà vấn đề ở đây là cái sức khỏe tình dục của hai vợ chồng. Có hài lòng, có thỏa mãn với nhau không, và cái cuộc sống tương lai của họ như thế nào. Đấy, cho nên là đứng về mặt mà hỗ trợ sinh sản ấy, thì phải nói là đất nước mình ấy, thì bây giờ có nhiều cái tiến bộ, coi như là nhảy vọt. Đấy, không thua gì thế giới, mà cái chi phí ấy, thì người ta nói là rẻ hơn thế giới thì đúng thôi, bởi vì nó phụ thuộc vào cái thu nhập. Đối với ta thì là nó rất là cao. Đấy, nhưng mà ở nước ngoài họ vào đây thì họ lại thấy giá rất là mềm. Mình có cái đội ngũ chuyên gia, rồi lại có những cái bệnh viện mà coi như là có đầy đủ khả năng, coi như làm được cái việc hỗ trợ sinh sản. Thế cho nên là đối với những cái đôi vợ chồng ấy, thì trong trường hợp mà như tôi nói là sau 12 tháng kết hôn đấy, mà chậm làm cha làm mẹ, thiếu đi cái tiếng cười của con, thiếu đi cái cầu nối. Thế nhưng mà nhiều khi lại có đứa con đã còn vướng nhiều cái mối khác. Có người bây giờ có con xong bảo biết thế này thì không được, rồi biết thế kia, đúng không? Thế cho nên rằng là nhiều khi xui mà lại thành may mắn. Trong cái rủi lớn lại có cái may to. Đấy. Thế cho nên rằng là mình cứ tin tưởng vào cái nền y học của nước nhà. Và chỉ cần là những đôi vợ chồng coi như tìm biết đến những các cái địa chỉ để các cái trung tâm tư vấn và hỗ trợ đến các cái khoa hiếm muộn của các bệnh viện. Ở riêng thành phố Hồ Chí Minh thì đã có rất là nhiều trung tâm. Ví dụ như là khoa y của Đại học Y Quốc gia cũng có rồi, Đại học Phạm Ngọc Thạch, Đại học Y thành phố Hồ Chí Minh, Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, rồi mấy bệnh viện lớn Từ Dũ là khoa hiếm muộn rất mạnh. Rồi Hùng Vương, rồi trung tâm sức khỏe sinh sản. Rồi chưa kể là một số bệnh viện tư nhân như bệnh viện quốc tế, bệnh viện FV, bệnh viện An Sinh. Cái này có coi như là nói chung là đáp ứng được đủ nhu cầu, nhu cầu lớn lắm mà cao. Thế nhưng mà tùy theo mỗi trường hợp, mỗi hoàn cảnh, mỗi cái nguyên nhân gây ra cái hiếm muộn đấy mà người ta có thể can thiệp được. Và tốt nhất là đi sớm, chứ đừng bao giờ đợi mà đến muộn rồi thì lúc đó coi như cái cơ hội nó ít hơn với mình. Hôm nay thì chắc chắn là mình nghĩ là những khán giả đang theo dõi chương trình Góc Hàn Huyên sẽ nhận được rất là nhiều những cái thông tin bổ ích mà chia sẻ từ bác sĩ cũng như là chuyên gia, và họ sẽ cảm thấy tự tin hơn, yêu đời hơn, cảm thấy mọi vấn đề không còn cái gì là quá lo lắng nữa, và cơ hội may mắn có thể là sẽ đến với họ khi mà có một cái đứa con của mình. Vâng, và bây giờ chúng ta ngay từ đầu chúng ta đã xem một cái tình huống tiểu phẩm với tông đường rồi. Bây giờ xin mời hai vị khách mời cũng như khán giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với gia đình đó nữa để xem kết cục câu chuyện sẽ ra sao nhé. Con, má đi chợ về hả má? Bữa nay má mua cá lóc nè.
về ăn nấu canh chua với lại cá lóc kho tiêu cho nó ăn. Nó thích cái món đó lắm. Dạ, con cũng thích món này nữa. Vậy hả, con dạ. cũng thích hả? Dạ, má để con làm cho nghe. Được rồi. Cá đó còn cẩn thận nha. Dạ. Coi kìa, sao vậy con? Coi kìa, sao vậy con? Con sao vậy? Dạ. Con có bị cảm không? Dạ, con không sao đâu má. Dạ, con không sao đâu. Con cứ ngồi nghỉ đi, con làm cho. Sao con làm má lo quá vậy? Coi kìa. Trời ơi, có sao không con? Sao vậy? Con thấy đồng mình con làm sao? Hình như là tại cá đó má. Hả? Con không hiểu tại sao á. Cả tuần nay rồi á, mỗi lần mà con hửi ở đâu đó có mùi tanh tanh, mùi cá đó. Thì cái con giận, con muốn ói à. Con ngửi cái mùi mà tanh tanh, thứ nhất là mùi cá. Dạ. Là tự nhiên con thấy khó chịu, con muốn nôn ra phải không? Dạ. Mà con định đi khám bác sĩ rồi, nhưng mà con chưa có đi được. Con dâu cưng của má. Trời ơi. Con tưởng cái gì chứ con nghe mùi cá tanh tanh, con nôn như vậy là có tin vui rồi. Là sao hả má? Chiều nay má đưa con đi bác sĩ khác. Tức là con có em bé rồi. Con... Trời ơi, má mừng quá con ơi, con có em bé rồi đó. Con có em bé thiệt hả má? Ủa má, chuyện gì mà hai má con vui vậy? Trời ơi, vui lắm con ơi. Cái gì? Bữa nay nhà mình có tin vui. Tin vui gì? Trời ơi, tin vui của con đó. Con cái gì? Trời ơi, thì đúng rồi. Tháng này con tăng lương. Con về đây con báo cáo với má với vợ biết rồi. Cái chuyện tháng này con tăng lương hả? Hả? Cái chuyện đó má biết rồi. Còn cái chuyện này vui hơn cái chuyện tăng lương nữa. Là con sẽ lên chức, con biết không? Lên chức cái gì? Con bây giờ đang là trưởng phòng còn lên chức gì nữa? Không phải là trưởng phòng, mà con sắp sửa lên chức làm cha. Thiệt á anh? Thiệt không? Dạ thiệt mà. Con sắp làm cha hả? Như vậy là vợ con không có bị vô vô gì? Vô duyên. Vợ vô mánh rồi, vợ vô mánh rồi. Trời ơi, mới. Không, qua đây, vô mánh rồi. Trời ơi, nè. Như vậy là từ đây, từ bây giờ là con sắp làm cha rồi đúng không? Từ vợ không? Thấy chưa em thấy không? Nhờ đó ha, bỏ rượu bia nè, 2 tháng trời. Với lại hai vợ chồng mình thường xuyên cạo gió, bỏ chuyện nha. Hiệu quả ghê luôn nha. Bây giờ sao con có tin rồi, vậy con có muốn ăn mừng không? Ngồi để nghe. Bây giờ ha, nhân dịp vợ con là có em bé. Với lại mấy ngày 2 tháng nay con không đụng với giọt rượu, giọt bia nào cả. Đúng rồi. Thôi thì giờ con xin má với xin em để cho ăn mừng. Con xin má với em cho con đi 2 tiếng, con nhậu 2 thùng thôi. Vừa phải thôi nha. Tin mừng mà nhậu cái gì? Chết á. Ồ, 2 thùng trà đá. Vâng, và chúng ta cũng ai chúng ta cũng đều luôn luôn mong muốn một kết thúc có hậu, và bởi vì Huyền nghĩ là ông trời sẽ rất là công bằng, sẽ không bao giờ lấy hết đi của ai một điều gì đấy đâu. Nếu như chúng ta thực sự biết vượt qua khó khăn, biết phấn đấu thì chúng ta một ngày nào đó cũng sẽ gặp được những cái điều may mắn trong cuộc sống. Vâng, chương trình Góc Hàn Huyền kỳ này rất là cảm ơn bác sĩ Hồng Anh cũng như là chuyên gia tâm lý Minh Uy đã cùng đến chia sẻ rất là nhiều thông tin bổ ích và thú vị với chương trình Góc Hàn Huyền ngày hôm nay. Mai Thu Huyền cũng xin cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi đến chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại. Huyền rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Góc Hàn Huyên. Thưa quý vị và các bạn,
trong những năm gần đây có một hiện tượng đã trở nên khá phổ biến và đang có xu hướng ngày càng gia tăng trong cuộc sống của các cặp vợ chồng trẻ, đó chính là tình trạng hiếm muộn con cái. Việc này kéo theo những hệ lụy không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến hạnh phúc gia đình mà còn gây những áp lực cho xã hội về nhiều mặt. Và chương trình Góc Hàn Huyên tuần này xin được đề cập đến chủ đề trên cùng với hai vị khách mời. Xin trân trọng được giới thiệu bác sĩ Phan Hồng Anh. Bác sĩ Phan Hồng Anh, Phó Chủ tịch Hội Kế hoạch hóa gia đình thành phố. Bác sĩ Hồng Anh là gương mặt rất quen thuộc trong các chương trình tư vấn về sức khỏe sinh sản. Ngoài công tác tư vấn, bác sĩ còn tham gia giảng dạy chương trình quốc gia bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em của Bộ Y tế. Và vị khách mời thứ hai xin trân trọng giới thiệu chuyên gia tâm lý Ngô Minh Uy. Chuyên gia tâm lý Ngô Minh Uy, một gương mặt rất quen thuộc với khán giả truyền hình trong các chương trình tư vấn về tình yêu, hôn nhân và gia đình. Chuyên gia Ngô Minh Uy hiện là giảng viên Đại học Văn Hiến và là chuyên viên thuộc Hội Tâm lý Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn hai vị khách mời đã đến tham gia trong chương trình Góc Hàn Huyên ngày hôm nay. Và để trước khi bắt đầu vào cuộc trò chuyện thì Mai Thu Huyền xin mời hai vị khách mời chúng ta cùng đến với Góc Đời Thường để theo dõi một tiểu phẩm sau đây. Dạ anh, thưa má, con đi nhậu mới về. Trời ơi, quỷ ơi là quỷ. Giờ này trời còn nắng chang chang mà con đã nhậu rồi còn bưng nguyên cái thùng rượu về làm gì? Bạn của con nó tặng cho con cái bình này nè. Về má uống không? Uống không? Thôi không? Con uống vậy mà con muốn coi được sao? Uống rượu mới có giờ có giấc chứ lúc nào uống được hết là sao con? Trời em bây giờ con hỏi má chứ giờ ở nhà buồn quá. Không suốt ngày không lẽ giờ chơi với má chơi với vợ con. Chán quá giờ phải ra ngoài chơi với bạn bè chứ. Con nói vậy mà con nghe được sao? Ở nhà phải có vợ nè, có mẹ là hạnh phúc nhất rồi. Ra ngoài chẳng qua là xả nhau công việc làm ăn thôi. Nhưng mà xả nhau xong công việc rồi về chứ làm gì, phải nhậu trưa cũng phải nhậu là sao? Tiếp khách, tiếp khách. Giờ má không cần biết nữa, bây giờ tiếp khách hay không tiếp khách má không cần biết. Mà má không muốn con nhậu nữa, má muốn giữa con với lại nó phải làm sao cho má có đứa cháu nội thôi. Má nói gì là sai rồi. Nhậu là một chuyện, còn có con là một chuyện. Hai cái không có dính líu với nhau. Sao vậy? Sao không dính líu? Anh á, anh cứ nói không dính líu nhau mà anh nhậu riết vậy rồi làm sao mà có con được. Anh biết khi anh nhậu rồi á, sức khỏe của anh yếu á, thì nói chung là em nói như vậy đó, tùy anh hiểu đi. Sức khỏe yếu? Tôi hừng hực khí thế gì mà nói tôi yếu hả? Cái người yếu là bà yếu á. Thôi đi, con đừng nói nữa. Má nói thiệt con, nãy giờ má hỏi vợ con rồi. Vợ đi khám bác sĩ rồi, bác sĩ nói vợ không có vấn đề vậy đó. Có vấn đề là ăn thua con thôi. Mà con tối ngày cứ nhậu hoài, má bực quá thì má không nói chuyện với con nữa đâu. Thiệt là khổ vậy đó. Em nói cái gì vậy? Hả? Em nói cái gì với má? Hả? Bây giờ sao? Tự nhiên đổ thừa anh là sao? Không có, bây giờ anh nghe em nói nè. Anh biết là má lớn tuổi rồi, mà má rất là mong có cháu nội. Anh phải biết thương má chứ. Ừ. Tôi cũng thương má tôi, không lẽ tôi thương má em? Nói chung là má ai tôi cũng thương hết. Nhưng mà nó tóm lại cái chuyện có con có cái đó là không có dính dáng tới cái chuyện nhậu. Em đi khám bác sĩ nói là em rất bình thường, em rất khỏe mạnh. Bây giờ bác sĩ muốn anh đi khám coi làm sao. Em cũng có kể tình hình là anh suốt ngày uống rượu như vậy á, bác sĩ khuyên là không có nên như vậy. Đó cũng có thể là nguyên nhân mà khiến vợ chồng mình không có con đó. Mắc cười quá. Tôi không có bệnh tật gì á. Cái người bệnh là em á. Em mới là vô sinh á. Sao lại nói em vậy? Sao anh có thể nói với em những lời như vậy chứ? Em đã nói với anh là em đi khám bác sĩ rồi mà bác sĩ nói là em bình thường mà. Anh có biết á, anh nói cái từ đó với em là anh xúc phạm em nhiều lắm không? Thôi, anh vô ý, anh vô ý không? Được rồi. Em không có bị, cái người bị là anh nè, chịu chưa? Thôi mà, đừng có khóc nữa mà, nghe. Cái người bị anh nè, anh mới là cái thằng vô sinh nè, được chưa? Anh không được nói vậy, vợ chồng mình phải cố gắng. Cố gắng để có con, để có cháu cho má ẩm bồng. Anh hứa với em đi, anh đừng có đi uống rượu nữa, anh hứa với em đi. Bây giờ anh chỉ cần nghỉ ngơi thoải mái thôi. Anh đừng có nghĩ đến rượu nữa, đừng có uống rượu nữa. Thì anh cho em 2 tháng thôi nha. 2 tháng thôi. Giờ kiêng rượu bia 2 tháng. Dạ, trong vòng 2 tháng anh ăn uống thật là lành mạnh, ăn ngon, ăn bổ vô. Rồi mình sẽ cố gắng trong 2 tháng nha anh. Được không? Không chừng
do anh ăn nhậu nhiều quá cho nên bởi vậy thằng con mình nó không có ra đời. Dạ. Thôi được rồi, bây giờ tôi sẽ kiêng 2 tháng. Dạ.